Ôi dồi ôi, mọi người ơi, về ngay cho mình phiên bản mới nhất của máy xay cầm tay tích điện 3E1 của nhà Lê Chef. Cái lần này có dung tích to hơn cái đợt trước cơ mọi người ơi. Và cái thiết kế vô cùng đẹp nha. Xem cho em về 3 phiên bản, 3 mẫu màu đỏ, trắng và đen hiện tại đang có mặt trong kho hàng của nhà Lê Chef. Và bây giờ mình sẽ khui hàng ngay cho các bạn xem làm sao mà nhà Lê Chef có thể là về ngay cho mình một phiên bản nó đẹp nhất cái nách như thế này mọi người ơi. Bởi vì sao ạ? Đi kèm ngay cho mọi người là một chiếc nắp phụ của chiếc máy nha. Trời ơi, nó quá là xinh luôn mọi người ơi. Và bây giờ em sẽ mở cái màu trắng tinh khôi cho mọi người xem này, nó tệp cái màu da của em luôn mọi người ơi. Trời ơi, bình pha lê mọi người ơi, bình pha lê thủy tinh rất là xinh xỉu luôn mọi người ơi. Nhìn này, một nút bấm này, 1, 2, 3, có đèn nháy chạy theo dọc máy khi đang xay nấu nha. Và cũng như mọi khi, lưỡi dao sẽ là lưỡi dao đúc nguyên khối bằng inox 304 cao cấp kèm theo lưỡi răng cưa thì máy mới xay được đá nha mọi người ơi. Lưu ý giúp em, máy phải là lưỡi dao răng cưa thì mới xay được đá. Cái công suất xay của nó là 150W nha mọi người. Máy xay cầm tay tích điện 600W 3E1 của nhà Lazy Chef khẳng định cho mọi người có thể kháng nước lên đến độ sâu. Xem giúp em, nếu mà khi mà chưa lắp đúng, máy sẽ báo đỏ ngay trên bằng chính đèn led này. Mọi người phải đóng vặn đúng khớp cho em thì máy sẽ làm sao ạ? Máy sẽ chuyển sang chế độ màu xanh và chúng ta sẽ bấm một nút. Wow, yellow mọi người ơi, rất là xinh đẹp luôn. Nên là mọi người ấn ngay về góc trái màn hình mua ngay sản phẩm cho em.